Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các bài tập liên quan đến phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa. Thì cái phần bài tập này các bạn tải ở trong cái đường link đặt ở trong phần mô tả của video này các bạn nhé. Đây là nguồn tham khảo. Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ có khá là nhiều các câu hỏi. Chúng ta có 18 câu hỏi các bạn nhé. Các bạn tải và làm trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chữa. Câu đầu tiên, câu 15.1 thì có ba cái dung dịch như này, có nồng độ như này. Dung dịch có độ thủy phân H nhỏ nhất thì bạn thấy rằng cái Cl trừ này thì tương ứng với axit đúng không? Axit HCl đấy. Đây là axit yếu chưa ạ? Axit yếu thì cái phần Cl trừ này thì các bạn thấy rằng thủy phân mà tăng lên đấy, khi mà chúng ta pha loãng với các chất điện ly yếu lên như thế đúng không? Khi mà thủy phân thì tăng lên khi mà pha loãng. Do vậy các bạn thấy rằng cái C3 này lớn nhất đúng không? Do vậy có cái độ thủy phân nó sẽ nhỏ nhất. Và với câu hỏi này thì chúng ta sẽ chọn phương án là đây. Rồi chúng ta sang câu về số 2. Chọn câu sai, độ thủy phân của một mối bất kỳ sẽ càng lớn khi. Các bạn nhớ này, cái từ đây là từ bất kỳ. Thì phương án sai ở trong câu hỏi này chính là cái A này. Cái loãng này thì phải là liên quan đến cái mà nó cấu tạo bởi anion và cation đều là yếu hoặc là cả hai. Một trong hai hoặc là cả hai các bạn nhé. Thì cái độ thủy phân nó mới tăng lên khi pha loãng. Còn ví dụ cái NaCl thì các bạn thấy rằng xuất phát từ cation kim loại mạnh và anion gốc axit mạnh đúng không? Thì xuất phát từ NaOH, đây là xuất phát từ HCl đúng không? Thì cái việc mà pha loãng thì không ảnh hưởng quá nhiều đến cái độ thủy phân, các bạn lưu ý nhé. Nó ảnh hưởng đến độ phân ly thôi, không ảnh hưởng đến cái độ thủy phân. Rồi, còn liên quan đến việc mà hằng số thủy phân càng lớn thì càng lớn đúng rồi. Axit mạnh bao giờ axit bazơ tạo thành càng yếu đúng không? Thì càng dễ thủy phân. Nhiệt độ càng cao thì quá trình thủy phân thường là quá trình có delta H là quá trình thu nhiệt các bạn nhé, cái delta H nó lớn không. Rồi sang câu 15.3, sự thủy phân không xảy ra đối với muối cấu tạo từ gì, thì chúng ta sẽ chọn phương án là axit mạnh và bazơ mạnh, chọn phương án này nhé. Câu 15.4, chọn câu sai, độ thủy phân của một muối càng lớn khi thì các bạn sẽ thành dung dịch càng đặc, thì chúng ta sẽ chọn cái này là phương án sai, các bạn nhớ nhé. Còn axit tạo thành của nó hằng số càng nhỏ đúng không? Như cái phương án này là phương án đúng, còn đây là phương án như cái phát biểu sai mà người ta chọn cái câu sai thì người ta chọn phương án là A. Rồi sang câu 15.5, chọn phát biểu đúng, đáp án đúng thì dung dịch mà có tính bazơ đúng không ạ? Thì khi mà nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng cái dung dịch này chắc chắn rồi, là 3P4 này, cấu tạo từ cation kim loại của phần bazơ mạnh đúng không ạ? Và đây là phần yếu, mình biết đây mạnh yếu. Cái dung dịch tiếp theo đó là dung dịch này thì sai rồi, vì đây là phần liên quan đến axit đúng không ạ? Tiếp theo nữa chúng ta có vài cái liên quan đến đây thì các bạn cần phải xem xét các yếu tố liên quan đến cái giá trị K đây nhé. Còn với cái câu 3 liên quan nào hát này, các bạn nhìn đây cứ nghĩ là bazơ nhưng mà chúng ta phải tính lại pH, có nghĩa là xét thêm cái cân bằng của nước nữa. Thế với câu này chúng ta sẽ làm như sau này, mình sẽ làm với cái NaOH trước này. Thì lúc này các bạn sẽ không được bỏ qua cân bằng phân ly của nước, nghĩa là nước này phân ly thành H cộng và cộng với OH trừ. Cái giả sử x thì đây là x, đây là x. Ban đầu đã có OH trừ là 10 mũ trừ 9 rồi. Các bạn đây. Như vậy các bạn suy ra được. Đó. X nhân với lại x cộng với 10 mũ trừ 9. Đúng không? Thì bằng với cái KN chính bằng 10 mũ trừ 14. Và từ đó các bạn tính x và suy ra được pH. Thì mình đã tính cái x này ra và tính pH thì nó sắp xỉ với 7. Nên cái phương án số 3 này chúng ta sẽ loại đi các bạn nhé.
Con số chính xác của mình là 7,00 mấy đấy, 002 gì đó. Thì cái x bằng 9,95 nhân với 10 trừ 8 thì cái pH là xấp xỉ 7, nên mình sẽ loại cái 3 đi. Như vậy với cái phương án này, đây, chúng ta loại loại 3 đúng không? Loại 3 này. Vậy đáp án chúng ta là đáp án B. Đó. Thì giờ chúng ta xem cái 1 và cái 2 thì như thế nào các bạn nhé. Cái 1 thì các bạn thấy rằng NH4 cộng đúng không? Thì tương tác với nước thành gì ạ? NH3 cộng với H3O cộng. Trong khi đó thằng F trừ này sẽ tương tác với nước thì thu được gì ạ? HF cộng với OH trừ. Chúng ta cùng xem nhé. NH4 cộng người ta cho giá trị gì ạ? Đây là cho giá trị KB các bạn nhé. À, thì các bạn phải tính được cái KA của cái này sẽ bằng 10 ngũ trừ 14 và chia cho 10 ngũ trừ 4,75. Yeah. Đây chính là bằng cái KA của cái NH4 cộng ấy. Với cái F trừ này người ta cho cái gì đấy? HF đúng không? Nhưng mà cho KA mà quá trình này quá trình ngược lại. Như vậy đây sẽ là 10 ngũ trừ 14 chia cho 10 ngũ trừ 3,17 đúng không ạ? 3,17. Vậy bây giờ các bạn tổ hợp hai cái này vào với nhau thì chúng ta xem thế nào nhé. Xem cái phần H cộng và phần OH trừ nha. Thì bạn tổ hợp vào nhân chính là việc mà các bạn cộng hai này vào đúng không ạ? Thì khi các bạn nhân cái này với nhau thì chúng ta sẽ có được đây sẽ bằng 3B của cái này. Cái này chúng ta sẽ tính bằng bao nhiêu nhỉ? Các bạn bấm máy tính xem này. Trừ 14 mà tiếp theo ở đây là liên quan trừ 4,75 đúng không? Nhưng 14 trừ đi 4,75. Như vậy rõ ràng chúng ta đây là 10 ngũ trừ 9,25 này. Còn cái KB của chúng ta sẽ bằng 14 mà trừ đi 3,17. Là 10 ngũ trừ 10,83 đúng không ạ? 10,83. Đúng nhỉ? Chúng ta kiểm tra lại con số nhé. 10,83. Người ta hỏi là môi trường có tính 3 giờ đúng không ạ? 9,24, 10,83. Thì các bạn phải xem cái con số này nó có đây xem nào. Chúng ta để giá trị này một chút. Bây giờ ta tính cái ý bên dưới xem nào. Cái 1, cái 2 này. Tương tự như thế thì các bạn có cái NH cộng đúng không? Thành NH3 cộng với H3O cộng đấy. Đây là nước. Thì cái giá trị này vẫn chúng ta vẫn là 10,9,25 đúng không ạ? Còn bên dưới là cái thằng CN trừ cộng với nước tạo thành gì ạ? HCN này cộng với OH trừ. Thì chúng ta xem cái K này bằng bao nhiêu. Thì ngược lại với cái này đúng không ạ? Thì sẽ là tên là 9,21. Như vậy tính xem này. 10 trừ đi 9,21 thì đây sẽ là còn lại 14 trừ đi 9,21 còn lại là 4,79. Như vậy KB đây chính là 10 ngũ trừ 4,79. Như vậy các bạn thấy rõ ràng cái thằng KB này trội hơn so với thằng này đúng không ạ? Trội hơn. Còn đây thì các bạn thấy rằng 10 ngũ trừ 9,25 thì trội hơn so với thằng này. Như vậy thằng này sẽ có axit hơn một xíu. À, có nghĩa là nó cũng gần đến 7 thôi nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn 7 một chút. Còn thằng này thì các bạn thấy rằng phần KB này nó trội hơn này đúng không ạ? Như vậy cái phương án này chúng ta chọn là đúng rồi. Vậy đây và gạch cái này đi. Chúng ta chọn cái ý B. Bạn nhớ nhá. Đấy, còn cái phần này liên quan đến NaOH thì khi mà tính là 7,00 bao nhiêu đấy. Mặc dù nó lớn hơn con số 7 một tẹo thôi. Nhưng rồi chúng ta coi như là nói bằng 7 đúng không ạ? Rồi và các bạn cũng nhớ đó là khi chúng ta có cái NaOH này thì các bạn phải gì ạ? Không được bỏ qua cân bằng của nước nhá. Nếu các bạn bỏ qua cân bằng của nước ở đây thì các bạn sẽ tính được pOH thì bằng 9, có nghĩa là pH này bằng
14 mà trừ đi 9 là 5. Mà rõ ràng dung dịch này dung dịch có NaOH đúng không? Thì không thể pH 5 được. Vậy các bạn phải nhớ việc mà xét đến cân bằng của nước nữa. Rồi, chúng ta sang với câu 15.6. Xét môi trường, dung dịch và ion tham gia thủy phân các muối. KNO3 là một trường trung tính. Không thì cái này yếu tố này là đúng rồi. Đúng không? Rõ ràng thằng này cấu tạo từ đi từ KOH và H3 là một thằng axit mạnh và bazơ mạnh thì chúng ta không có sự thủy phân ở đây. Tiếp tục. Đến NaCl4 thì các bạn thấy rằng HCl4 là axit mạnh đúng không ạ? Có thể nói là mạnh cho nhất trong axit vô cơ. Thì vô cơ ở dạng HClX4 ấy, ví dụ như các bạn có fluor với này, fluor thì không nên đến đấy đúng không ạ? Mà có đến HClO4, HBrO4, HIO4 ấy. Môi trường bazơ thì rõ ràng cơ này là sai rồi đúng không ạ? Môi trường trung tính đúng không ạ? Vì các bạn thấy rằng cái giá trị mình tra được cái Ka của NH4 cộng ấy, thì bằng 9,25 đấy, thì còn cái Kb của cái Kb của cái thằng CH3CO trừ này thì cũng xấp xỉ với con số là 9,25. 24 hay 6, 24 gì đó, cứ khoảng này. Nhìn chung là hai thằng này nó xấp xỉ bằng nhau. Thì cái việc mà nó gần như là nó cả hai này đều thủy phân, nhưng cái môi trường của nó thì chúng ta có thể coi đấy là môi trường trung tính các bạn nhé. Nghĩa cả hai gốc đều yếu đúng không? Nhưng mà yếu kiểu như nhau ấy. Môi trường trung tính thằng này là sai. Rõ ràng thằng này các bạn thấy rằng F3 cộng thì thủy phân rất mạnh và pH nó phải nhỏ hơn 7 các bạn nhé. Nghĩa là môi trường axit ấy. Vậy với câu này thì các bạn sẽ chọn phương án là D là cho mình. Tiếp tục sang câu 15.7. Người ta trộn các axit bazơ theo đúng tỷ lệ trung hòa thì cặp axit bazơ nào dưới đây thu được có môi trường trung tính hoặc là coi như là trung tính, coi như này. Thì rõ ràng các bạn cái phương trình này đúng không ạ? Thì các bạn thu được cái muối là KClO4 đúng không ạ? Thì thằng này ok rồi. Thì vì cấu tạo từ bazơ mạnh và axit mạnh. Thằng này chúng ta thu được cái thằng NaF đúng không ạ? Thì rõ ràng đây cái sẽ môi trường pH lớn hơn 7 vì thằng F trừ này là anion của gốc axit yếu. Thằng này các bạn thu được lúc trước chúng ta nói là NH4 đúng không ạ? CH3COH ấy. CH3CO trừ chúng ta đã nói những cái yếu tố phía trên này rồi thì thằng này xấp xỉ mới 7. Xấp xỉ nhá, coi như gần 7. Thằng này các bạn thu được NH4Cl thì thằng NH4 cộng thì thằng này sẽ có pH nhỏ hơn 7 các bạn nhá. Vì Cl trừ đi từ axit mạnh còn cái này đi từ cái NH4 cộng sẽ phân ly thành NH3 và cộng với H cộng. Đấy. Đây các bạn thu được dung dịch là Na2CO3 thì cái pH này sẽ lớn 7 các bạn nhá. pH lớn 7 vì đi cấu tạo từ cation kim loại gốc bazơ mạnh và anion gốc axit yếu. Còn đây các bạn thu được BaNO3. Tất cả hai lần thì bazơ và axit dạng này đều mạnh đúng không? Rồi xấp xỉ khoảng 7. Vậy rõ ràng với câu hỏi này thì các bạn sẽ chọn đáp án là 1 gì nữa? 3 và 6 đúng không? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn phương án là A là phương án này các bạn nhé. Rồi đây. Cứ sang câu 15.8. Những dung dịch muối là sau đây bị thủy phân tại môi trường bazơ. Đấy, có nghĩa là chúng ta phải nhớ đó là cation phải là mạnh đúng không? Và anion phải là yếu. Mạnh và yếu đây có nghĩa là từng axit và bazơ yếu. À, ví dụ bên trên này chính là bazơ đúng không? Còn cation từng bazơ. Bazơ phải mạnh, còn anion phải gốc tùy thường với axit yếu. Đây này, axit yếu. Vậy bây giờ chúng ta xem nhé. Vậy rõ ràng chúng ta sẽ phải chọn được thằng 1 này trước đúng không ạ? Thằng 2 này không phải rồi. Thằng này cũng không phải. Vậy chúng ta loại 3 và loại 2, loại 2 này, loại 3 này. Loại 2 đi đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta có 4. 4 thì ok rồi. Vậy cả hai phương án này đều có 4. Và rõ ràng khi các bạn mà so sánh các giá trị ở đây này thì chúng ta cũng so sánh như tương tự như cái câu đằng trước đấy. Và chúng ta cũng tính so sánh giữa giá trị Ka và Kb để chúng ta xem là cái nào nó trội hơn đúng không ạ? Và cái này như lúc trước chúng ta nói là xấp xỉ với này 7 rồi vì hai thằng cùng yếu với như nhau. Đây này. 4,76 này và 4,75 này thì các bạn thấy rằng nó gần như nhau nhá. Và chúng ta sẽ chọn phương án tốt nhất ở trong trường hợp này. Đó là môi trường bazơ đúng không ạ? Đây là axit rồi, đây là axit rồi. Thằng này xấp xỉ 7 loại rồi. Vậy các bạn sẽ chọn cái 1 và cái 4 và chúng ta chọn phương án C này các bạn nhé.
Rồi sang câu 15.9 á. Trong các chất dưới đây, chất nào hạn chế sự thủy phân? Thì các bạn thấy rằng rõ ràng cái S 42 trừ đúng không? Đi từ cái axit mạnh H2S4. Còn Cr thì đi từ cái CrOH 3 lần. Đấy, kia đây là một cái bazơ yếu đúng không? Như vậy rõ ràng để hạn chế thủy phân thì các bạn phải tăng cường vào H cộng, nghĩa là tăng cường vào cái môi trường axit. Bây giờ chúng ta xem những cái chất nào trong này thì tăng cường cái môi trường axit đấy. Thằng này tăng cường môi trường bazơ loại nhá. Thằng này ok HCl chuẩn rồi. Thì cái phương án D là phương án loại vì không có cái số 1 HCl. NH4Cl như vậy ok. Thì cái số 5 là cái thỏa mãn vậy. Những cái nào không có số 5 thì ta loại. Cái này loại này. Thì chúng ta còn những cái chất đây đúng không? Thì là những cái chất nào chúng ta biết. Thì thằng 6 này là môi trường axit ok, tại vì nhôm đi từ nhôm hydroxit đúng không? Còn đây 2S4 6 tất cả đều được. 1 5 6 1 5 6. Bây giờ có 2 và 3. Giờ xem nhé, người ta không cho giá trị K đúng không? Thì các bạn thấy rằng thằng này là xấp xỉ với pH cỡ khoảng hơn 7 một xíu, lớn hơn 7 một xíu, lớn 7. Đấy. Vì chúng ta phải xét giữa cái hai giá trị K nhé. Nghĩa là thằng này có tính lưỡng tính này, có thể vì thủy phân theo kiểu axit và thủy phân bazơ, nhưng mà cái pH nó sẽ lớn hơn 7 một chút. Như vậy rõ ràng cái thằng 2 này chúng ta loại đi. Vậy chúng ta câu 15.9 này chúng ta sẽ chọn phương án B các bạn nhé. Đây. Và tất nhiên thằng 3 này cũng loại đi các bạn nhé. Và bài này là người ta không cho giá trị K, do vậy là chúng ta cũng phải đoán một chút đúng không ạ? Câu 15.10. Thử làm tăng hạn chế. Thì dần dần tăng ở thằng này thì các bạn thấy rằng nó đang có dạng môi trường axit đúng không ạ? Vì rõ ràng thằng này đi từ axit mạnh, thằng này nghĩa là cái pH của nó đang nhỏ hơn 7. Vậy làm tăng có nghĩa là chúng ta làm cái chất mà làm tăng cái pH này, pH tăng lên. Còn hạn chế có nghĩa là chúng ta đang làm giảm cái pH xuống. Nghĩa là đưa những cái dạng axit vào đây thì sẽ hạn chế thủy phân, còn đưa cái dạng bazơ vào đây thì sẽ làm tăng cái quá trình thủy phân. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn phương án là tốt nhất ạ. BaCl2 thì chúng ta gọi là gạch nó đi rồi. Đây rồi, gạch đi rồi. Gạch đi rồi. Vậy rõ ràng câu này chúng ta sẽ chọn phương án A này các bạn nhé. Thì thằng này như chúng ta nói liên quan đến cấu tạo từ cation kim loại. Xin lỗi, đây là amoni đúng không ạ? Phân đi thành H cộng đúng không ạ? Thằng này thì không thủy phân rồi. Vậy rõ ràng pH này sang thằng này nhỏ 7 này. Thằng này canxi hydroxit đi từ bazơ mạnh đúng không ạ? Như vậy thằng này sẽ lớn hơn 7 vì đây là anion gốc axit yếu này. Thằng này là chung đúng không ạ? Xấp xỉ 7, hai này xấp xỉ 7. Đó. Thằng này thì chúng ta lấy nó lớn 7 rồi. Thằng này nhỏ hơn 7 chắc chắn rồi. Vậy rõ ràng cái phương án chúng ta sẽ chọn là ý A này nhá. Câu 15.11. Tính pH của hệ khi mà cho thêm như này, biết hằng số. Bây giờ chúng ta xem. Ở khi các bạn phản ứng với nhau thì chúng ta tính lại nồng độ trước nhá, sau khi trộn. Sau trộn thì thằng này sẽ lên lấy 50 nhân với 0,2 và chia cho tổng thể tích đúng không? Thì chúng ta tính được nhân AOH cũng là 0,1, còn HF cũng là 0,1 các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ tạo thành cái NAF là bằng 0,1. Rõ ràng ở đây chúng ta chỉ có cái F trừ cộng với nước đúng không ạ? Thành HF trừ. HF cộng với lại OH trừ. Nên quá trình thủy phân có F trừ. Đây 0,1 này. Đây là X. Thì đây sẽ là... Tương tự đây là X và đây là X. Đây là 0,1 trừ đi X. 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 Và lúc này các bạn giải cái phương trình này giúp mình nhé. Các bạn X bình. Nghĩa là HF nhân với OH trừ. Chia cho F trừ ở cân bằng. Nghĩa là 0,1 trừ đi X. Thì bằng giá trị K chính là... K đây phải là KB, có nghĩa là chúng ta phải lấy 10 ngũ trừ 14 và các bạn chia cho 10 ngũ trừ 3,18. Đấy, các bạn nhớ là K nhân KB bằng 10 ngũ trừ 14 đó. Và từ đó các bạn giải thích x cho mình nhé. X mình giải là con số xấp xỉ với lại 1,23 nhân mũ trừ 6. Đó. Ở đây đơn giản các bạn có thể là cho co cái x này xấp xỉ. Nhờ x nhỏ rất nhiều so với 0,1 thì lúc này các bạn sẽ tính cái x bình phương bằng căn bậc 2 của C0 nhân với lại cái K. Thì đấy là cách tính gần đúng. Và tóm lại khoảng 0 các bạn giải phương trình bậc 2 nhé. Và từ đó các bạn sẽ tính được cái P. P ở đây chúng ta chính là POH nhé. POH chúng ta tính bằng 5,91. Nếu bạn nào mà chọn ngay cái phương án B này, nghĩa là chúng ta đã bị sai. Mà người ta đang hỏi gì ạ? Hỏi pH đúng không? Như vậy pH các bạn phải lấy 14 trừ đi 5,91. Và chúng ta sẽ phải chọn phương án là C này các bạn nhé. Đó. Cẩn thận không có chọn sai. Xác định cái pH của dung dịch muối này thì các bạn chúng ta có, mình viết luôn đây NH4 cộng đúng không? Thằng này sẽ phân ly thành NH4 cộng, NH4 trừ,
chúng ta coi như thằng này không bị thủy phân nhá, thì sẽ chuyển thành NH3 và cộng với H cộng. Như vậy chúng ta vẫn có thằng này tính là NH4 cộng sẽ là 0,05 nhân với 2 đúng không? Nghĩa là 0,1. Vậy nên mình điền là 0,1 x đúng không? Vậy đây là 0,1 trừ đi x. Và lúc này chúng ta cũng có cái phương trình đó là x bình trên cho 0,1 trừ x thì bằng. Đấy, các bạn nhớ đây là cái PKB nhé. Vậy KA phải là bằng gì ạ? Bằng 10 ngũ trừ 14 và chia cho 10 ngũ trừ 4,75 nhé. PKB đúng không? Thì bằng trừ logarit của KB. Vậy KB sẽ bằng 10 ngũ trừ 4,75. Vậy KA sẽ bằng 10 ngũ trừ 14 và chia nó. Và từ đó các bạn cũng giải x đúng không? X chúng ta tính bằng 7,5 nhân 10 ngũ trừ 6. 10 ngũ trừ 6. Thì cái nghiệm này tất nhiên là phương trình bậc 2 có hai nghiệm đúng không? Và chúng ta chọn cái nghiệm gì này. Và từ đó các bạn sẽ tính được pH của nó. pH này xấp xỉ với con số trừ logarit của giá trị này thì là 51,125. Đó, và chúng ta sẽ chọn phương án là D này các bạn nhé. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta tính tiếp cái pH của cái dung dịch này. Đó. Tính pH của dung dịch này đúng không ạ? Thì các bạn có giá trị đây là giá trị KA rồi. Đây là có giá trị KB. Thì từ đây các bạn sẽ tính được cái giá trị KA nhé. 4,75. Như vậy lấy 14 và trừ đi 4,75 thì tính chính là pKa sẽ bằng gì ạ? Lấy 14 và trừ đi 4,75 là 9,25. Đấy. Và pH của dung dịch này thì các bạn sẽ tính bằng trung bình cộng của hai cái giá trị pKa đấy. Có nghĩa là các bạn lấy 3,75 cộng với 9,25. Các bạn chia cho 2 thì chúng ta tính bằng bao nhiêu? 3,75 này cộng với 9,25 các bạn chia cho 2 thì nó sẽ ra con số là 6,5. Đấy. 6,5. Và đến đây chúng ta sẽ chọn phương án là A này các bạn nhé. Rồi, sang câu 15.14. Thêm vào chúng ta thu được cái dung dịch có pH bằng bao nhiêu. Đấy. Ở đây các bạn nhớ đây là cái acid dạng acid yếu, nghĩa là chúng ta có NH4 cộng đúng không? Phân ly thành gì ạ? NH3 và cộng với H cộng. Rõ ràng chúng ta có gì ạ? Ví dụ ban đầu là C0 này, x đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có điều gì ạ? Đây là C0 và trừ đi x ở cân bằng. Thì các bạn sẽ có phương trình là x bình phương trên cho C0 và trừ đi x. Đấy, thì bằng KA. Và nếu mà các bạn có x nhỏ hơn rất nhiều so với C0 ấy, thì lúc này các bạn sẽ coi như cái bên dưới này chỉ là C0 thôi. Với x sẽ bằng căn bậc 2 của gì ạ? KA nhân với lại C0. Đấy. Đề bài cũng chưa cho nói cái C0 là gì. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái phương trình sau. Cái 10 ngũ trừ 5. Cái pH này này. Thì H cộng sẽ bằng 10 ngũ trừ 5 này. Thì sẽ bằng gì ạ? Bằng căn bậc 2 của KA. Nghĩa là chúng ta đang chưa biết đúng không ạ? Còn nếu mà không thì chúng ta hoàn toàn thể tra được. Nhưng mà đây mình cũng không cần thiết. Nhân với cái C0 này các bạn nhé. Còn tương tự như thế thì chúng ta cũng có một cái phương trình khi mà thêm 100ml này vào. Thêm 100ml này. Thì các bạn thấy rằng cái rõ ràng cái nồng độ của nó sẽ như thế nào? Sẽ giảm đi 2 lần đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có được cái, giả sử cái ấn A ở đây đúng không? Sẽ bằng căn bậc 2 của gì ạ? KA và nhân với lại C0 và chia cho 2. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ chia hai vế cho nhau thì các bạn sẽ thấy rằng 10 ngũ trừ 5 chia cho A thì bằng gì ạ? Lấy này chia này thì chính là 1 phần căn bậc 2 của 0,5. Và từ đó các bạn tính A bằng, mình tính luôn nhé, căn bậc 2 của 0,5 mình nhân với lại 10 ngũ trừ 5 thì mình tính được là 7,1 nhân ngũ trừ 6. Vậy 7,1 nhân với 10 ngũ trừ 6 và từ đó các bạn sẽ tính pH bằng trừ logarit của giá trị này. 7,1 nhân với 10 ngũ trừ 6 nhân trừ logarit của A thì chúng ta sẽ tính được con số là 5,15 các bạn nhé, bằng 5,15. Và với câu này chúng ta sẽ chọn phương án là B này. Ok chưa? Rồi, bắt đầu từ câu số 15.15 đến câu 15.17 này thì các bạn cần phải nắm được cái yếu tố mà liên quan đến phương trình ion. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ giữ lại những cái gì ạ? Thứ nhất là chất rắn đúng không? Thứ hai là điện ly yếu này. Và cái thứ ba là chất khí đúng không?
Bạn nhớ đấy, chúng ta giữ lại những yếu tố đấy. Thế bây giờ chúng ta xem chúng ta cái phương trình đầu tiên là chúng ta sẽ giữ lại cái gì đúng không ạ? Đây rõ ràng là cái phân tử mà nó phân ly ra rồi và chúng ta sẽ loại nó đi. Đúng chưa? Đấy. Đây là dạng muối, chúng ta loại đi. Đấy, rõ ràng nó sẽ điện ly hoàn toàn được. Na cộng không có ở trong cái phương trình này. Vậy rõ ràng với câu này chúng ta sẽ chọn phương án là gì ạ? Là C này. Và phương trình này chúng ta gọi là ion, rút gọn nhé, cho phản ứng trao đổi ion. Và phương trình phân ion phân tử của phản ứng trên là, đây là câu 15.15 đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn phương án là C. Chúng ta ý hỏi câu này liên quan đến phương trình ion thu gọn đấy. Thu gọn đấy. Rồi tiếp tục sang câu 15.16 ạ. Hãy cho cân bằng dạng ion rút gọn. Vâng. Ta xem nào. Tất cả thằng này dạng rắn đúng không? Nó phải có trong biểu thức. Vậy những cái phương trình nào không có trong biểu thức thì chúng ta loại nó đi. Ví dụ cái phương trình này không có thì chúng ta chọn phương án A này. Vâng. Còn CO2 phải có trong rồi, khí này có rồi, dung dịch thì không có nó gì. Và tất nhiên là cái ion mà liên quan đến nó nhé, ion liên quan. Ví dụ các bạn thấy rằng rõ ràng ở đây chúng ta có natan bên này đúng không? Thì sang bên này phải có natan, nghĩa là cái dạng natan 3 cộng này. Đó, còn ion liên quan đến nó nhé. Cái này giống cái phần liên quan đến hóa lớp 11 rồi, rất cơ bản. Rồi, sang câu 15.17. Phương trình ion rút gọn như thế nào? Thì bạn thấy rằng rõ ràng cái thằng K cộng này nó sẽ không xuất hiện đúng không? Đó. Bên này là cái liên quan đến kẹt dạng muối này. Thì nó phân ly ngay. Đó, cộng với lại CNO trừ. Do vậy chúng ta loại cái phương án B và C đi. Bây giờ chúng ta xem, thằng này cũng có K cộng chúng ta loại đi. Vậy đáp án của câu này chính là phương án D này. Rồi, sang câu 15.18. Rồi, chọn phát biểu sai, đúng không? Acid yếu và base yếu không thể cùng tồn tại. Rõ ràng sai rồi. Vì các bạn nhớ là CH3COONH4 này đúng không ạ? Thật rõ ràng đây là yếu này. Yếu này, đúng không ạ? Mà nó vẫn tồn tại được. Chúng ta loại cái này đi. Vậy rõ ràng chúng ta chọn phương án này vì phương án này không có số 1. Phản ứng trao đổi ion xảy ra khi tạo thành chất điện ly yếu eta. Cái này có chính xác rồi. Vậy những cái nào có sai? Không, loại cái gì? Phản ứng trung hòa là phản ứng thu nhiệt. Sai nhé. Thường cả phản ứng này phải là phản ứng toàn nhiệt, các bạn nhé. Toàn nhiệt. Vậy đó là chúng ta chọn phương án là C này, 13. Cái xem cái 4 nữa. Phản ứng trao đổi ion thường xảy ra với tốc độ lớn, đúng không? Chính xác. Vì cái K nó rất lớn. Các bạn tính hằng số cân bằng K, chúng ta loại cái 4 đi. Vậy đáp án câu 15.18 chúng ta chọn phương án là C. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem cái phần video này liên quan đến cái nội dung phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa. Nếu có câu hỏi nào thì các bạn vui lòng comment ở phần cuối video này các bạn nhé. Trong lúc thực hiện video này có không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các bạn thông cảm và để lại những cái phản hồi và những nhận xét. Xin cảm ơn các bạn.